Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2006. Như thường lệ là sáng 8 giờ Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 231. Cũng xin nhắc rằng là chúng ta học đã 30 năm rồi, giảng đường này giảng 30 năm liên tục, nhiều bộ kinh khác cùng với bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 231, tất nhiên là chúng ta phải học sâu sắc hơn và đi sâu vào cái con đường ứng dụng và thực hành trong cuộc sống thì nó mới đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chớ học theo đạo Phật mà không đem lại sự kết quả an lạc nào cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội là cái đó chúng ta không phải học Phật rồi. Và nếu ai đó mệnh danh là đạo Phật để dạy đạo Phật, người đó cũng không phải đạo Phật rồi. Bởi vì đạo Phật là cái đạo mà Đức Phật chỉ dạy cái nguồn gốc của đau khổ để mà dứt trừ cái hậu quả đau khổ, chỉ dạy cái nguồn gốc của trí tuệ để phát huy cái chân chính của vũ trụ vạn hữu là cái quả của trí tuệ. Cho nên nếu học Phật mà không có bồi dưỡng được trí tuệ, không nhận thức được chân lý là không phải học Phật, là không phải đệ tử Phật. Học cái phương pháp, cái nguyên nhân diệt khổ mà không diệt được khổ thì đó cũng không phải là học Phật. Cho nên chúng ta để ý, chúng ta phải thử coi cái giáo lý đạo Phật có đúng như Phật nói hay không. Đi theo con đường của đạo Phật tên gọi là tu, mà tu tức là phải sửa thân. Nó có những cái nghiệp ác là sát đạo dâm, mà người đệ tử tu theo đạo Phật thì phải sửa cho nó trở lại thành con người không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, nghĩa là không sát đạo dâm. Khi mình tu rồi mình phải sửa miệng, gọi là khẩu nghiệp đó. Nó có thể nói dối, nó lấy hai chiều, nó lè theo dệt, nó lại hung ác để lừa đảo, giật dọc, cướp bóc lẫn nhau trong xã hội. Nhưng mà cái người mà tu theo đạo Phật á thì không nói dối nữa, không nói đoạt sóc hai đầu nữa, không nói láo khoét nữa và không nói lời hung ác nữa. Thế là khẩu nghiệp, mình tu khẩu nghiệp tức là mình cải đổi cái nghiệp ác của miệng, nó trở thành ra những cái lời thiện, ý thiện nó phát ra lời thiện, thế gọi là tu. Ý nó có thể khởi ra ý nghĩ là tham lam tiền tài, danh vọng, sắc dục, ăn chơi, hối lộ, biển thủ công quỹ, vân vân. Thế rồi trong cái tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, sân là hay giận dữ, hay giết chóc, hay gây hấn, si tức là vô minh,
đen tối. Ý nghiệp đó có những cái hột giống tham, giống sân, giống si như thế. Bây giờ là đệ tử Phật, học Phật thì phải cải tạo, phải xây dựng, tu tập để trở thành không tham, không sân và không si. Thì qua cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì chúng ta thấy rằng là phải cải tạo, phải sửa đổi như vậy, nó đem lại cái kết quả rất là rõ ràng. Học như vậy, hành như vậy gọi là người tu tập theo đạo Phật. Còn bạn không có đem lại kết quả gì hết thì đừng có lại lục bắt công, đừng có bỏ tiền ra lại lục cúng giấy khấn nguyện tâm sự nhờ thầy, hoàn toàn không có cái đó. Cho nên chúng ta học bây giờ là học từ từ để mà nghiên cứu từng cái ý của Phật dạy, để cải tạo, để xây dựng, để tu tập thân miệng ý của mình. Chứ chúng ta cái giảng đường này 30 năm nay liên tục thì cũng không còn đổi lỗi cho ai nữa hết. Học liên tục mà mấy mươi năm mà không đem lại kết quả gì thì là sao? Cho nên là nhất quyết là chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta gặt lấy được cái kết quả an lành thì mới là đúng đạo. Do vậy cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu là để ý trong cái việc hành đạo để chứng đạo, mình phải đi sâu vào cái hướng đó. Nhắc lại cái câu đó, bởi vì cái câu vậy đó mà Phật tử chúng ta rất là dễ sai lạc lắm. Kiến chấp của chúng sinh có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Hai cái từ đó Phật tử để ý đó, không dễ gì mà chúng ta trừ đoạn từ thường kiến được đâu nha. Phải thường tư duy quán chiếu trong thiền định và không lơi cảnh giác, phát huy trí tuệ thì chúng ta mới khỏi rơi vào hai cái thứ kiến chấp đó. Biết bao nhiêu người Phật tử đều là thường kiến không đó. Thường kiến không. Mà thường kiến nó có thể gây ra một cái nguy hại vô cùng. Ví dụ như báo chí đăng ông Chu Văn An là một ông quan thanh liêm, người ta đã từng làm quan mà ta đã chán nản cái thời kỳ đó, người ta chết rồi, bây giờ là dân chúng tưởng niệm cái đức tính tốt của ông, mà người ta có làm cái miếu ta thờ. Thì cứ theo lịch sử Chu Văn An là vì chán nản quá cho nên cũng chẳng cần muốn cái gì. Nhưng mà bây giờ là vì một ý niệm thường kiến mà tạo ra một cái con đường gần 10 cây số để đi vào cái lăng mộ Chu Văn An để tôn vinh, để phát huy cái văn hóa. Nhưng mà kỳ thật là cái ý niệm mà tôn trọng như vậy, ông Chu Văn An thì không thấy cần rồi, mà thấy 8 cây số này để nó phát huy công dụng của mấy trăm cái mẫu đất của những người làm ra những con đường đó. Thì thành ra là mình nghe giống như mình tôn trọng ông Chu Văn An, mà kỳ thật là theo lời báo chí đăng đó mà không có tôn trọng văn hóa của ông Chu Văn An gì hết, mà chỉ vì là mình mới có trong đó mấy chục mẫu, trăm mẫu đất gì đó, mà hai ba người mà có đất như vậy thì cộng nhau để làm con đường. Thế thì cái thường kiến đó nó không đem lại cái gì lợi lạc cho bản thân của một người, và cũng không đem lại cái gì lợi lạc cho cái người đã khuất, và nó đem lại cái hậu quả là bao nhiêu người phải tù tội, phải mất chức, phát xuất từ một ý niệm thường kiến không có chánh đáng.
để làm một con đường bao nhiêu cây số. Chưa nói là cái thường kiến đây là ta có cái ý đồ. Còn mình thường kiến mà không có ý đồ là cũng vô cùng đau khổ. Anh em chị em ở trong nhà làm nhà mồ nhà mã, có người thì tìm nhiều đoàn làm cái nhà mồ những cái nhà thờ để thờ ông bà, để lập ra cái gia phả, để vẽ ra cái cây dòng họ gia phả từ cái cội cho tới cái cành lá. Mà kỳ thực ra mình làm cái việc đó là cái tập quán của một dân tộc, và cũng do người ta đề xuất ra. Mà theo giáo lý đạo Phật thì cái cây đó không có còn cái gì ở trong đó. Vậy mà mình vẽ ra bao nhiêu nhánh, ra bao cái cây, rồi bao nhiêu nhánh, rồi mỗi nhánh bao nhiêu cành lá ha, thì đó là nó phát xuất từ ý niệm thường kiến đó. Cho nên mình nói cái này là nó trái với cái phong tục tập quán thông thường, rất là trái. Nhưng mà người học Phật thì mình phải nghe, mình suy nghĩ, để rồi nếu mình thấy nó không có chân lý gì thì mình có thể bỏ nó đi. Xã hội là thế, tập quán dân gian là thế, nhưng nếu mình là người học Phật mình phải bỏ cái đó chứ. Mình thấy nó không có chân lý thì mình bỏ chứ. Cũng như kiến hoặc và tư hoặc là hai cái thứ sai lầm đó, là cả nhân loại đều là nằm ở trong hai cái thứ sai lầm đó. Thì người đệ tử Phật mà muốn chứng đạo là phải đoạn trừ cái kiến hoặc và tư hoặc đó chứ. Cho nên chúng ta đừng lấy làm lạ, tại sao mà học đạo Phật rồi bảo mình phải bỏ cái này, bỏ cái kia, phải sửa đổi cái nọ. Và nhất là cái tập quán thông thường của người thế gian thì đạo Phật dạy như là bỏ nhiều lắm. Bỏ nhiều lắm. Bằng cớ là Đức Thích Ca là vị bổn sư của những người đệ tử Phật, bỏ tất cả. Do vậy cho nên mình đọc mình phải để ý đó, phải xa rời thường kiến, xa rời phải bỏ đoạn kiến. Hai thứ kiến chấp như vậy không gọi là trung đạo được. Không thường không đoạn mới gọi là trung đạo, không được chấp thường cũng không được chấp đoạn. Cái chữ này phải học để ý và tư duy. Không được chấp đoạn có nghĩa là không bao giờ cho rằng cái bông này héo tàn khô rồi hủy bỏ đi là mất. Không được nói cái hoa này tàn héo khô rồi hủy bỏ đi là mất, mà hoa này nó thành ra cái hoa khô, nó thành ra rác, thì sau đó cái rác đó, cái hoa khô đó, nó trở lại thành ra cái hoa khác. Nó là một cái dữ kiện, một cái tài liệu, một cái chất liệu để nó làm ra cái hoa khác, mà không bao giờ mất. Bởi vì nó mất nó lọt đi đâu, không bao giờ nó lọt đi ở chỗ nào khỏi cái bầu vũ trụ, nó lọt ra khỏi cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này. Do vậy cho nên là cái hoa này nó có thể từ hoa thành ra là rác thành ra muôn thành ra phân, rồi thì nó tùy theo cái quy luật đồng vị đồng tánh vị tánh, đồng năng vị năng, đồng chủng vị chủng, đồng thanh đồng khí, mà nó tương tác tương hợp tương thành, không bao giờ cái hoa này mất. Hoa là một cái thứ, một cái sự vật ta gọi là thực vật vô tình vô tri mà còn không mất, thì cái loài động vật cao cấp nhất của cái vũ trụ này là con người.
thì làm sao mất được. Cho nên con người tan rã sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, ngũ quẩn tan rã. Tan rã cũng không lọt đi ngã nào cho khỏi cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này. Do vậy cho nên cái ngũ quẩn rồi nó cũng tùy theo đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng thanh đồng khí, nó tương quan, nó tác động, nó trở lại một con người khác. Do vậy cho nên thực vật không hề mất, không hề tiêu hoại, không hề đoạn diệt, thì động vật là con người cũng không hề tiêu hoại, cũng không hề có đoạn diệt. Tư duy như vậy chúng ta không đoạn kiếp, không cho rằng hiện tượng sự vật này rồi lúc nào đó mất hẳn. Không có cái này gì mất hẳn, từ động vật tới thực vật tới khoáng vật. Ngược lại người đệ tử Phật cũng không bao giờ cho rằng thường kiến là cái hoa này nó tan quá đi rồi sau này đó cái hoa này nó trở lại y như cái hoa này nữa trong vũ trụ, không hề có. Hiểu như vậy là thường kiến là không có chân lý. Không bao giờ cái hoa này thành rác, thành mùn, thành phân, rồi hoa tan với sương với gió với mặt trời mặt trăng mà nó trở lại từ cái kết quả này rồi trở lại y như kết quả này là kết quả này, không bao giờ có. Dù không mất nhưng mà nó không phải là trở lại. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà tôi muốn nhắc với những người đệ tử Phật, đừng bao giờ tin có một cái linh hồn vĩnh cửu tồn tại. Chúng ta tin một cái linh hồn để cho con thờ, cháu thờ, nó cúng ở trên bàn thờ về ăn á, là cái đó hoàn toàn sai lầm, mà đạo Phật không bao giờ chấp nhận người đệ tử đó. Hiểu được như vậy là chúng ta chấp nhận cái lời tin theo lời dạy của Phật, chúng ta không xa vào thường kiến. Cho nên chúng ta không có gì đau khổ hết. Chết là cứ chết. Vấn đề ghê gớm là chết không sợ, là cái chỗ đó là chết. Cho nên những người mà tu theo đạo Phật thì vượt trên những cái đợt sống sinh tử, mà ta vui đùa trên những cái ngọn sống sinh tử. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Người tu hành xuất ly sinh tử, mà xuất ly sinh tử không có nghĩa là đợi chết rồi mới ra khỏi sinh tử. Bất cứ thiền sư nào mà dạy chờ chết rồi mới được ra khỏi sinh tử là thiền sư đó là thiền sư biệt bận gian xảo, mà tôi cho rằng là đó là những kẻ móc túi thiên hạ mà chỉ mà có được môn bài, có xin được cái môn bài à, coi chừng á. Những người gian xảo lừa bịp trộm cắp thiên hạ mà len lỏi xin được cái môn bài, cho nên là trộm cắp gian xảo mà không có ai bắt, vượt ra luật pháp. Học còn phải để ý cái chỗ đó. Không còn hoài. Con người không còn hoài được, còn hoài là thường kiến. Con người cũng không mất, tiêu diệt mất hẳn được, vì đó là đoạn kiến. Mà cái đó không phải là Phật nói, mà chân lý là phải vậy. Chân lý là sanh là quyển, sanh, diệt là quyển, diệt, sanh, diệt, sanh để rồi phải diệt, diệt để trở lại sanh. Sanh sanh diệt diệt, nó là như thế, nó là chân lý chứ không phải là Phật nói, không phải là Phật bày ra cái lý thuyết đó. Cho nên người đệ tử tin Phật là tin cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, nó như vậy, sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, công năng nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, và cái tồn tại hiện hữu của nó là cái báo của nó như vậy, chứ không phải là nghe lời Phật đâu. Không cần nghe lời Phật mà nghe lời chân lý. Phật là người nói ra đúng chân lý thì chúng ta nghe lời Phật, tức là chúng ta thừa nhận chân lý, nghe lời chân lý chứ không phải đầu hàng. Phật muốn nói gì nói cái gì chúng ta cũng phải nghe. Chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của đạo Phật,
chỗ đó là cái chỗ mà vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, chỗ đó là cái chỗ bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Tại sao tôi nói mỗi ngày nó mỗi đi kỹ hơn, các vị chịu thì nghe, không chịu là tôi cũng không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Nhưng mà nếu có người nghe thì cũng nói. Cũng ráng nói mà không phải ham nói. Vì thành thật là tại vì còn nói là tại vì thấy giáo lý nó quá hay. Quá hay cho nên nếu người nào cần nghe thì cũng nói. Chứ không phải ham nói. Còn cái ý niệm mà nói để thâu đệ tử đâu là 60 năm nay không hề có. Không hề có nói để thâu đệ tử. Không hề nói để kêu gọi người ta về cái phe của mình. Gọi là cái đạo tràng gì đó của mình. Không. Ở đây tôi giảng 30 năm rồi không có đạo tràng gì hết thảy. Có người nghe là nói. Không có người nghe là không nói. Chứ không có đạo tràng gì hết. Bởi vì đạo tràng là gì? Người ta hỏi ông. Người ta hỏi ông Duy Ma Cật, ủa dạ thưa ngài từ đâu tới đó? Tôi từ đạo tràng tới. Ông kia hỏi đạo tràng, thưa ngài đạo tràng là đâu? Cái từ là đạo tràng. Là vì thương tất cả chúng sanh. Bi là đạo tràng. Là vì luôn luôn là cơ hội nhổ những cái gốc khổ của chúng sanh để mà bỏ. Nhẫn nhục là đạo tràng. Vì không còn cạnh tranh thương mại về tiền, về sắc, về danh, về thực, về thì hết cả. Bố thí là đạo tràng, nghĩa là không có ngã và ngã sở hữu. Trì giới là đạo tràng, là thân khẩu ý không có là tạo ra cái tiền tài danh vọng địa vị quyền lợi gì để mà triệt hạ, để mà đập đổ, để mà hơn thua với ai hết. Tinh tấn là đạo tràng, và hàng ngày là nhớ những cái tính pháp, nhớ rằng chư pháp tùng ba la thường tự tịch diệt túc. Luôn luôn là nhớ rằng các pháp từ xưa nay tự nó vắng lặng, tự nó tịch diệt, tự nó thanh tịnh. Thế là đạo tràng là vậy đó. Hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, vân vân. Cho nên là nói đạo tràng là cái gì đó không có. Ở đây học 30 năm nay là vậy thôi. Có người nghe là nói, không có người nghe là không nói. Hồi trước kia mới có 15 người nghe trong chỗ góc này nè. Cũng không có đạo tràng gì hết. Có 12, bữa 12 người, bữa 15 người. Các vị nhớ cái ông gì mà cần nói đạo tràng đó ha. Hay hết sức. Hay hết sức. Cho nên tôi nghe nói lập đạo tràng cái tôi cười rồi à. Tôi nghe nói là tôi đi cái đạo tràng này á, tôi cười rồi à. Tôi biết là người ta bị móc túi mà người ta không ai hay rằng mình bị thẻo túi. Còn một cái từ nữa mà các vị bị thẻo túi mà các vị không biết. Nhưng mà tôi nói ra nó kỳ phải không? Nói ra người ta nói mình sao mà thấy biết những cái gì cục. Cho nên nó tu mà một từ thôi, gọi là tổ chức cái khóa tu, là tôi đã thấy móc túi rồi trọng. Tu không có khóa, tu vĩnh cửu. Còn nếu như các vị mà chưa học, chưa biết gì về đạo á, tôi mở cái lớp tôi hướng dẫn. Tôi hướng dẫn sơ cơ thì 3 ngày, nhấc lên chút xíu là 7 ngày, nhấc lên chút xíu nữa là 1 tháng, 3 tháng, hoặc là nhiều ngày càng tốt. Còn cái việc tu tập thì không có nói khoác.
tu tập thì không có nói pháp, vĩnh cửu phải phải thường xuyên liên tục, phải học cái pháp tư duy quán chiếu liên tục. Cho nên Như Lai là thường ở trong chánh định, chứ Như Lai không có lúc mà nhập định, không có Như Lai không có lúc xuất định, mà thường ở trong chánh định. Rồi tôi nói vậy thì các Phật tử tưởng đâu là Như Lai khó lắm, chứ không có. Ở trong chánh định mà không có gì khó hết, mà vẫn ở trong chánh định. Cái chánh định mà các vị ở trong cái thiền định mà quán thân bất tịnh là cái chánh định đó, các vị mà thường trú ở trong đó là khó đấy. Các vị phải cởi cái lưng của con trâu hoài, phải nắm sợi dây vàng hoài không được, để cho xúc cái lỗ mũi con trâu. Quán thọ thị khổ cũng y vậy, cũng giống như cởi trâu, phải nắm sợi dây vàng con trâu mãi mà không được cho xúc. Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã cũng vậy, y như người cởi trâu, phải cởi trên lưng trâu không được rời trâu, và phải nắm cái dây vàng của con trâu. Và nếu có ê cái đít quá mà nhảy xuống thì cũng phải nắm sợi dây vàng không được bỏ. Thành ra các cái thứ thiền định, ví dụ như là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, hoặc là quán tính tấn nghiệm định tuệ, ví dụ vậy, vì ngũ căn ngũ lực đó, thì tất cả những thứ thiền định đó là thiền định đó, nhưng mà đều là y như là phải giữ cừu, giữ dê, giữ trâu vậy. Mà có một cái thứ như quyển tam muội, một thứ thiền định gọi là như quyển tam muội đó, mà các vị mà đi sâu được rồi đó, thì các vị khỏi có nắm dây, nắm vàng, nắm dễ trên, mà nghĩa là không có cái gì, không có cái gì là ràng buộc các vị hết. Cho nên là cuộc đời của tôi nghiên cứu, mà tôi làm cái bài như quyển tam muội hôm Tết, tôi đưa các vị đó là coi như cuộc đời tôi gần chấm dứt rồi đó. Pháp đó là vua của các thứ tam muội. Các vị tu tập mà đi sâu vào như quyển tam muội rồi là giống như là người cũng có mà trâu cũng có, thì nó vẫn là một cái bầu vũ trụ thênh thang vô tận, thì có ai giữ ai, ai nắm giàm ai. Cái người mà tu như quyển tam muội thì thân và cảnh là một rồi, có mà như không có, không có mà như có. Năng và sở gọi là năng sở song vong. Năng chấp mắt là con người của mình, sở chấp mắt là núi sông đất liền, là hữu vi pháp. Năng tu tập là con người, sở tu tập là các pháp hữu vi. Nếu mình tu theo tiểu thừa đó thì nó có năng có sở, nó có chủ thể, nó có đối tượng. Còn mà tu tập như quyển tam muội đó thì các vị không có lúc nào thấy có cái gì mà cần phải trở ngại hết. Do vậy mà tôi nghiên cứu rồi, tôi thấy là Như Lai là luôn luôn ở trong thiền định, là Như Lai có 18 cái pháp bất cộng. Mà 18 cái gọi là pháp bất cộng pháp đó là đủ sức lúc nào cũng ở trong thiền định. Mà thiền định đó Như Lai không cần có dụng ý gì hết, không cần dụng ý gì hết. Bởi vì Như Lai mà nếu mà người không có nằm ngủ thì cái cảnh của trong mộng làm gì hiện ra được. Nó đơn giản vậy đó. Nếu mình là người thức như thế này thì cái cảnh ở trong mộng không bao giờ có xuất hiện được. Như là thấy được, như là thường trú ở trong cái gì của ta muội rồi thì được tất cả cảnh giới, không có cái gì làm bận rộn như lại mà như là phải để ý tới nó. Do vậy cho nên là tôi nói như vậy để chúng về là suy nghĩ đi, để mình đi lần tới cái chỗ, đi lần tới đây sắp học đây, sắp học đây, đi lần tới chỗ mà bồi dưỡng trí tuệ, đi lần tới cái chỗ là
trí tuệ là nhân, mà thập nhị 12 nhân duyên là quả, rồi bồ đề là quả, mà niết vô thượng niết bàn là quả của quả. À, chúng ta sắp học đây. Cái chỗ Như Lai thường 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 trú ở trong cái vô thượng niết bàn cũng chẳng phải là khó khăn. Điều đó mọi người có thể làm được, nhưng mà chúng ta không làm được là tại vì chúng ta không thắng nổi cái ngã và cái ngã sở hữu. Chúng ta còn chấp cái hữu vi pháp, mà trong đó là cái ngũ uẩn thân của chúng ta. Chúng ta chưa hề tư duy quán chiếu trong cái ngũ uẩn thân này, mà chúng ta còn chưa biết đó. Chúng ta còn cho rằng cái thân ngũ uẩn này chết rồi, không là về cái phần vật chất, về phần sắc uẩn là chết rồi, là không còn xài được rồi. Vậy mà chúng ta còn cho trong đó còn có một cái đó là phải để 8 tiếng đồng hồ sau, để cho cái đó nó đi đâu, nó đi xa rồi đó, thì lúc bây giờ mới được lợi mà rờ rẫm mà bóp hay là sửa sang tay chân. Chứ nếu mà chưa ngoài 8 tiếng á, mà lại đó mà rờ rẫm mà sửa sang tay chân gì đó, thì là cái xác sắc uẩn đó, cái xác thân sắc uẩn đó, nó đau khổ rồi nó bực dọc rồi nó đọa địa ngục. Người ta nói như vậy đó, mà người Phật tử nghe được thì tôi nghĩ tôi phục vô cùng vô tận. Phục vô cùng vô tận những người nghe được như vậy. Có 5 quẩn thôi à, mà khi 4 quẩn hết xài được rồi thì còn có 1 quẩn lại còn tồn tại, để chứng kiến rằng là 4 cái quẩn trước, mà không phải 4 quẩn trước mà là cái sắc quẩn thôi, nó đau khổ là sao? Sắc quẩn, cái sắc thân này nè, chết rồi nằm trên trơ đó mà làm sao nó biết nó đau khổ? Ai đau khổ? Rồi còn cái mà biết cái sắc thân đó đau khổ lại. Cho nên một cái lý thuyết vô cùng giả dột, khờ khạo, mà người đệ tử Phật học mà không có tư duy quán chiếu về cái thân của quân này thì tôi hỏi chứ làm sao mà còn biết được cái gì. Cho nên khi mà tôi đọc cuốn sách đó là tôi dục ngay lập tức vừa rồi. Cuốn sách này là tự giết bao nhiêu cái linh hồn, nói linh hồn là không trúng, giết cái đầu óc của những người Phật tử trong sạch, mà đem mà quậy cái đồ dơ này vô, làm cho cái đầu của người ta mất đi cái chất trong sạch thanh tịnh của người ta. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới, vậy không? Vậy thì anh dám cãi rằng hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới không? 4 uẩn còn uẩn có, anh dám nói cái đó không? Anh dám nói là anh không phải đệ tử Phật, anh là thằng khùng điên nào đó. Ngũ quẩn giải không chứ sao lại 4 quẩn không, mà còn quẩn có? Không có cái câu kinh đó. Vậy mà người ta viết sách như vậy. Học khó là khó cái đó đó, chứ còn đọc một ngày 7-8 cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa vậy một ngày bộ thì khó gì. Miễn là không tiếc cái phổi là được rồi, là hết bộ liền. Khó chỗ đó. Phải đừng chấp thường, đừng chấp đoạn mới gọi là trung đạo. Muốn thấy lý trung đạo phải sử dụng quán trí, quán 12 nhân duyên để nhận thức sự vận hành liên tục của hoặc nghiệp khổ. Muốn thấy lý trung đạo phải tập tư duy tu tập về 12 nhân duyên.
Hãy dùng quán trí tu tập 12 nhân duyên để nhận thức sự vận hành liên tục của hoặc nghiệp khổ, nhận thức đúng đắn chân lý, gọi đó là Phật tánh. Cho nên Phật tánh gọi khác, cái tên khác nó là cái chân lý trung đạo. Ai nhận thức được cái chân lý trung đạo thì người đó thấy được Phật tánh, người đó nhận thức được Phật tánh. Phật tánh cũng là đệ nhất nghĩa không. Người nào tư duy nhận thức được cái chân lý nhận là đệ nhất nghĩa không, là người đó là người thấy được Phật tánh, cũng thấy được lý trung đạo. Học đàn này chúng ta học mấy chữ đó, Phật tánh trung đạo và đệ nhất nghĩa không. Không thấy được lý trung đạo thì còn chấp đoạn và chấp thường, thì nó không có chân lý rồi. Cho nên không thấy được Phật tánh, phải không còn cái ý niệm chấp đoạn chấp thường thì người đó mới thấy được Phật tánh. Mà người thấy được Phật tánh là người đó phải thấy được cái lý trung đạo, phải rời đi cái ý niệm chấp đoạn và chấp thường. Mà rời ý niệm chấp đoạn chấp thường thấy được lý trung đạo, tức là người đó thấy được Phật tánh. Mà cái người mà thấy được Phật tánh thì người đó cũng gọi người đó là cái người nhận thức và thấy biết được cái đệ nhất nghĩa không. Vậy thì cho biết đệ nhất nghĩa không là cái gì? Đệ nhất nghĩa không là cái óc của chúng ta hiện giờ. Hiện giờ 400-500 người đây không hề có mừng giận thương sợ yêu ghét muôn. Đó là cái tính thần tình bản nhiên đệ nhất nghĩa không của tất cả mọi người. Hiện giờ đây là tôi nói đại trà, tôi mượn cái ví dụ thôi, chứ còn nhiều người có ngồi đây nè mà nhớ trời nhỏ tôi bận qua nó gửi về cho tôi $1,000 mà sao nó gửi vào mà hồi xa, đáng lẽ là hôm qua tôi nhận được mà sao giờ tôi chưa nhận được, cho nên giờ tôi ngồi đây tôi nghe chứ mà cái ruột tôi nó nóng cào. Trừ cái đó ra nha. Tôi chỉ nói là cái phạm vi là trong phạm vi là của những người mà tới đây quyết tình đi nghe giảng. Quyết chứ thì nghe giảng mà không có nhớ $1,000 nó hứa hôm qua gì hết. Cũng không có nói bữa nay là tôi đi hốt hụi mà cái ông này ông giảng là tôi tính đáp là 9 giờ là ông nghĩ là tôi đi hốt hụi được, mà ông giảng tới 9:30 bữa nay trời cứ ruột tôi nó như cào. Đừng nói cái thành phần đó. À, mà tôi muốn nói cái thành phần mà quyết chí đi nghe giảng. Những người quyết chí đi nghe giảng không có nghĩ gì hết, không nghĩ đi ăn đám cưới, không nghĩ đi ăn thôi nôi, không có nghĩ tới $1,000 sao giờ nó chưa báo tin. Thì hiện giờ đó, tất cả các vị, cái trí của các vị là mọi người nào cũng ở trong đệ nhất nghĩa không, hoàn toàn thanh tịnh, đó là đệ nhất nghĩa không. Mà đệ nhất cái không như vậy thì thời gian đó các vị có chấp thường, có chấp đoạn không? Để do vậy cho nên là không chấp thường, không chấp đoạn cũng có nghĩa là các vị được đệ nhất nghĩa không. Mà không chấp thường, không chấp đoạn được đệ nhất nghĩa không có nghĩa là lúc này là các vị đã thấy được Phật tánh của mình hiện lộ trong giờ phút đó. Phật tánh là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất lai, bất khứ, bất dứt, bất dị, bất đoạn, bất thường. Đó chẳng phải Phật tánh, đó là gì đó. Thì lúc này là các vị vừa có đệ nhất nghĩa không, vừa có trung đạo đệ nhất nghĩa, vừa có xa rời thường kiết đoạn kiết, và các vị sống bằng Phật tánh vốn có của chính mình đó. Thành ra Phật tánh là cái tính thanh tịnh bản nhiên, là cái đệ nhất nghĩa không. Mà muốn có được đệ nhất nghĩa không đó là phải ly chấp đoạn, ly chấp thường. Cho nên cái tứ thiền tôi nói nó hay lắm, học chi nhiều nữa giờ nhớ lại mấy chữ đó. Bắt đầu chúng ta tu sơ thiền, tu tập sơ thiền, ly học một chữ thôi. Trời ơi, hồi khuya này tình cờ tôi bấm cái tivi lên tôi nghe
chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông đến bực nào. Chỉ có thuyền mới biết bển mênh mông cỡ nào. Biển mà xa thuyền á thì biển chỉ còn sóng gió bạc đầu thôi. Thuyền mà xa biển á thì thuyền tan quan bể rạc hết. Cho nên là thuyền xa biển thì là thuyền bể rạc tan quan, còn biển mà xa thuyền thì biển bạc đầu thôi. Tôi nghe tôi nói thật là đầu độc một cách ngu si. Tôi sáng tác là bài hát: anh ơi, biển mà xa thuyền mà xa biển á thì thuyền vô sông vô rạch vô hẻm, còn biển mà xa thuyền á thì biển chơi với hạm đội của Hoa Kỳ, chơi với tàu lặn của Nga, chứ đâu có xa thuyền rồi nó bắt đầu. Cho nên tôi nghe tôi nói trời, cái thuyết ngu si như vậy thì làm sao mà không đau khổ, thấy không? Đầu độc mình, trời ơi, biết xa thiền thì nó đâu có cần thiền nữa. Anh nói là thiền là cứ vô trong bờ đó mà bể rạc mà tan bể đi, còn nó chơi với hạm đội, chơi với tàu ngầm tàu lặn, chứ đâu nó chỉ bắt đầu thôi đâu. Em mà xa anh á thì anh tha hồ mà mai bướm mà đi mua 5-7 cái nhà cho bộ nhí. Chứ đâu phải mà em xa anh thì anh chỉ cần tự giận đâu. Trời ơi. Không, em xa anh, sao nó đặt anh mua cả 5-7 cái nhà cho bộ nhí, để rồi sau đó anh thấy là sử dụng bạc ngàn tỷ của nhà nước để đảo tù. Sao nói vậy? Còn thuyền mà xa biển á, hả? Thuyền xa biển á thì thuyền vô rạch, vô sông. Em mà xa anh á thì anh vô, em vô nhà nhảy, em mua thuốc lắc em nhảy giờ khác, có sao không? Có gì đâu. Vậy mà hát như vậy để mà đầu độc nhau. Đó. Cho nên là tôi dùng cái đầu của tu sĩ, tôi nghe cả kinh cả nhạc. Đừng có tin rằng là thuyền mà xa biển á là thuyền phải tan nát vỡ tan. Đừng có tin rằng biển mà xa thuyền á là biển chỉ có bạc đầu, sóng gió bạc đầu thôi, không có đâu. Biển xa thuyền thì bể mặt sắt đó. Tao đi chở hạm hàng không mẫu hạm, tao đi chở là tàu lặn bắn qua tiệm liên lục địa, có sao không? Chứ đâu phải mà biển sao thiền, cái là biển chỉ có bạc đầu thôi. Đó, chỗ đó là cái chỗ chết của tuổi thanh niên đó. Không có em thì anh sẽ chết thôi, anh đau khổ, anh đau khổ lắm. Mà không có anh thì em nghĩa là cũng tan thành xí quách, không sống nổi. Nổi chứ đâu có sao. Cái bài thơ đó tôi nghe nhiều người tán thán, nó bài thơ đó hay gần như tuyệt cú á. Nhưng mà qua cái lỗ tai của tôi rồi, không có gì hết. Tôi có nói mà bây giờ tôi không có nói tên chi. Tôi nói là đệ tử của tôi là chỉ có cái cô đó là có chồng thiệt này, còn có cái chú đó là có vợ thiệt đó. Chứ còn cái thứ mà biển sao thiền là biển sẽ bắt đầu thôi, thiền sao biển là thiền rã rời tan rã đó, cái thứ đó nói láo. Tôi nói là cái người đệ tử của tôi mà chồng chết đó là mới có chồng thiệt, mới được người chồng thiệt. Còn cái anh kia kìa, anh gì đó vợ chết rồi đó, là anh mới là người có vợ thiệt. Tôi học hồi 7 tuổi rồi, chứ ý thị quân y mà tử liễu mà thị quân thê, cái áo đó rách rồi mới là thật là cái áo của mình, vợ chết rồi mới thiệt là vợ mình, chồng chết rồi mới thật là chồng mình. Phải học như vậy chứ. Chứ ở đó mà nha nghe như là yểm lị ghê gớm. Biển xa thiền, biển chỉ có bạc đầu thôi. Trời, làm gì có được bạc đầu thôi.
Sa thiền thì nó đi chở hàng không mẫu hàm. Thành ra học Phật là phải tập bồi dưỡng trí tuệ, chứ không phải ai nói sao cũng nghe. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải tư duy, không phải ai nói sao cũng nghe. Muốn thấy lý trung đạo phải sử dụng quán trí, quán 12 nhân duyên để nhận thức. Liên tục sự vận hành của hoặc nghiệp khổ, nhận thức đúng đắn chân lý, gọi đó là Phật tánh. Đấy. Do vậy Phật tánh và trung đạo không một mà cũng không, không hai. Phật tánh trung đạo để nhất nghĩa, nghĩa không, không một mà cũng không ba. Ở đây không bao giờ có không hay là ta nói cái câu văn đó. Còn nếu mà mình học, mình vận dụng, mình phối chuyển lại hết á, Phật tánh trung đạo để nhất nghĩa không, không một mà cũng không, không ba. Nói ba thì cũng không sai, mà nói một cũng không trật, mà cũng một cũng ba, mà không phải một không phải ba, mà cũng một cũng ba. Đạo Phật nó có những cái từ ngộ vậy đó. Như vậy là cái cốt lõi của cái đoạn này đó, là Đức Phật dạy đó. Phật dạy mà tôi vận dụng qua cái chứng đạo ca đó. Bất cầu chơn, bất đoạn vọng. Liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không vô bất không, tức sự Như Lai chân thật tướng, chân bất lập. Cái bài này nè: vọng bổn vô, hữu vô câu khiển hữu nha, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập môn, môn không môn nguyên bất trước. Tôi nhắc lại là lẽ ra là Quyền Giác Thiền Sư nó nhị thập không môn cơ, nhưng mà tôi thấy nó có bốn cái, nó quá sâu sắc, thành ra tôi lược mất, tôi để thập lục không môn nguyên bất trước. Chứ còn thật sự là 20 cái danh từ không, không có dính dáng. À, 20 cái từ không: ngã không, pháp không, nội không, ngoại không, đại không, tiểu không, hữu vi không, vô vi không, hữu biên không, vô biên không, tự tánh không, vô tánh không, tự tánh vô tánh không, vân vân. 20 món mà mình không còn cái từ không nào để mình thêm vô nữa, thì hai từ 20 món cái từ mình gọi là không đó, không còn từ nào thêm vô nữa đó. Thì cái giáo lý của Đạo Phật là dạy mình tìm hiểu cái đó, dạy mình đi vào cái đó. Vọng thì nó không có rồi. Đại chúng để ý, vọng không hề có nha. Vọng bổn vô, chân bất, bất lập có nghĩa là chân cũng không có. Vọng bổn vô, chân bất lập, chân không có, cho nên không cần đặt cái từ chân, gọi là chân bất lập. Vọng bổn vô, vọng không có. Ví dụ như mình nằm trên bao đó là vọng đấy. Thế thì những cái trong trên bao đâu có. Rồi ai nó bệnh hoạn mới nằm trên bao chứ đâu phải mọi người mọi nằm trên bao. Do vậy cho nên cảnh trên bao của ai đó nằm trên bao không hề có. Vọng là vậy đó. Bày rồi trước con mắt tôi là tại con mắt của tôi bệnh, chứ còn rồi không hề có. Hiện giờ trước mắt tôi là sương mù, cho nên là tôi không thấy rõ,
tôi phải xài tới cái đèn tôi mới thấy là tại con mắt tôi bệnh, chứ ở đây không có sương mù. Đấy, thành ra vọng không có. Kinh khiếp hải hồn là cái chỗ giáo lý thẩm thâm chỗ đó. Cho nên là mình bị đau khổ đây là mình tại mình thua cái vọng đấy, mình thua cái vọng tưởng của mình đấy chứ. Cái vọng nó không có vậy mà mình thua. Còn cái đệ nhất nghĩa không, nó luôn luôn là của mình, nó trong đầu mình á. Cái Phật tánh ở trong đầu mình luôn luôn, thường lạc cả tỉnh luôn luôn nó ở trong con người mình. Thường lạc ngã tỉnh mà mình không phát huy cái đó được, mình không phát huy cái hiệu năng của cái tánh thường. Phật tánh là thường, để giúp như trung là thường. Phật trung đạo là thường, cái tánh đó là tánh thường của mình đó chứ. Vậy mà mình không phát huy được, mình để cho cái Phật tánh bị mai một. Cái tánh đệ nhất nghĩa không, thanh tịnh vốn có của mình đó, mình để cho cái vọng, cái vô minh vọng á, tham sân si mạng nghi phẫn hận phu đạo tật sang đó, nó che lấp hết. Tại sao cái này là học rồi mình để mình tu, mình tu rồi các vị sẽ thấy cái thú vị của đạo Phật. Chân không lập, chân không thật, tôi lấy chân đâu để lọc. Vọng thì nó đã không chân nó mới vọng. Vọng đã không chân thì tìm vọng ở nơi nào, tìm ở đâu cho có cái vọng. Bày rồi trước mắt đã không chân thì tìm bày rồi ở đâu, tìm cái gốc của bày rồi ở đâu. Ấy thế mà người bịt mắt như tôi gì có thể thấy bày rồi trước mắt. Và bày rồi là vọng, mà vọng nó không chân thì tìm cái bề rùi đã đâu cho có. Có và không xóa sạch chớ để lòng. Có không thật, có sự và có này không có thật nha. Mà gọi là không, không hoàn toàn là rỗng tết là không có gì. À, học đạo là vậy đó. Không, không phải là hoàn toàn không có gì. Đúng cái này bé chứ, đúng đâu này, có chứ. Nhưng mà cái có đó là cái có không thật, cái có đó là cái có. Nói theo như thứ học ai nói tên gì? Chưa trúng, chưa trúng. Ai nói như thứ học nói một từ thôi, chưa trúng. Tôi nói như thứ học, ai là người giỏi như thứ học đâu. Có không thật đó là cái có y tha khởi. À, sự vật này là y tha duyên nhi sanh khởi, cho nên cái có này là có không thật. Còn nói là không thì không hoàn toàn rỗng, bởi vì nó có là biết cái sự chấp nó vẫn còn. 21 gọi là không, người học Phật không dính dáng. Mà trong chứng đạo ca tôi đã là 16 món không, không dính, không dính dáng. Chứ Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này. Cái thể tịch viên này có nghĩa là thường trụ ở trong cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không, thường trụ ở trong cái hiểu biết là không thường mà không, không đoạn. Thường trụ ở trong cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Thành ra Chư Như Lai thường chứng được cái thể tịch viên này. Nói này chơi, nói để ai đó có môi trường, có hoàn cảnh rồi tu tập chơi. Tu tập chơi rồi nhẹ nhàng chơi, nhẹ nhàng chơi rồi sung sướng chơi, sung sướng chơi rồi từ từ già chơi. Già chơi rồi cái ăn uống ngày ít đi, ngày ít đi cái là nó có bệnh. Có bệnh thì khó chịu cũng mua thuốc uống bậy bạ chơi. Ủa bà chơi mà không hết thì chết chơi. Là vậy.
Cho nên đạo Phật là vậy chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Cho nên Phật cũng chết chơi đó chứ, 80 tuổi cũng chết chơi. Thành ra các vị nào mà 70 thì đã đừng sợ chết, nên đừng sợ chết rồi. Còn như 80 thì hoàn toàn coi như phải chơi tất cả thôi, phải chơi thôi. Đừng bao giờ sợ chết. Vì sao vậy? Vì nếu mà mình còn sợ chết là coi như mình không hề hiểu gì về Phật và đạo Phật. Nếu mà cái người hiểu về Phật và đạo Phật thì vấn đề chết sống không có luận tuổi tác. Còn ở đây mà tôi còn chỉ tình các vị, tôi nói rằng từ 80 thì hoàn toàn chơi mà không sợ, là tôi đã dị tình các vị lắm rồi đó. Chứ còn tôi đọc thơ hôm qua, tôi đọc cái bài của một huynh đệ viết á, một người cư sĩ viết á, Đỗ Phủ mà làm cái thơ, cái bài thơ mà nhân sanh, có cái câu mà nhân sanh thất thập cổ lai đó. Kỳ thật Đỗ Phủ là cái người bất mãn bất bình trong cuộc sống, uống rượu ly bì, mà cuối cùng rồi á, ông chết có 55 tuổi. Cho nên là cái chuyện mà là 55 rồi 60, rồi 65 rồi 70 là phải tập cái từ chơi đó. Sống chơi, làm chơi, ăn chơi, thương chơi, không thương chơi, vì đó tất cả đều là chơi hết. Mà làm sao cho mình được nhẹ nhàng, được sung sướng, đó là tu học đạo Phật có thành công. Còn mà không mà thương hoài, rồi đứa nào mà nó không săn sóc mình kỹ thì ghét hoài, giận hoài, rồi mình ghét nó ghét mình. À con vậy nó con ruột của mình thôi, mình ghét nó ghét mình à, mình không thương nó không thương mình à, mình không cho tiền nó kiện mình à. Kiện rồi, tôi bây giờ nên tôi cũng biết là điều mình không nói ta, mình nói mình chỉ ra nó kỳ, phải không? 4-5 người con đều kiện một bà mẹ, bởi vì bà lấy cái tiền của ông già tôi mà bây giờ cô tôi dượng tôi, chú tôi nghèo, không mà do một cái điều kiện nào đó mà bà trọn quyền sử dụng cái tài sản của bên nội tôi, bây giờ bà giữ bà cắt, mà tôi xin cho chú tôi, cho cô tôi mớ bảo cho 7-8 đứa con là bác sĩ, là dược sĩ, là nhà giàu không, đâm đơn điều kiện bà đấy. Rồi bà đã lấy tiền bao nhiêu là tỷ 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 vậy đó, mà rốt cuộc thì giữ tỷ tỷ mà nào khổ là con không thương. Thế thì cái tiền đó để làm gì, hạnh phúc gì? Tiền đâu phải là nguyên nhân của an lạc, của sung sướng, của hạnh phúc. À, cho nên ta học Phật ta mới biết những cái đó. Chứ học Phật không phải là Phật trời rồi cứ cái tên Phật mà lại, không phải vậy. Phật không cần thằng nào lại, phải không cần cô cậu nào lại hết á, mà học Phật để biết cái đó, giác ngộ cái đó là tự mình khỏe. Mà 70-80 tuổi rồi mà giữ tiền bo bo như vậy, cho nên học Phật là phải học vậy để ứng dụng trong cuộc sống. Thì rõ ràng đó, tiền sử dụng cả ngàn tỷ đó, mà cái người ta đi làm công nhân 1 tháng 700, người ta đạp xích lô, ta chạy xe 1 ngày 50, mà ta nuôi nổi vợ nổi con, người ta còn mua được tổ canh cơm hẩm canh rau, người ta cúng dường cho cha cho mẹ. Còn cái loại mà học tiến sĩ văn bằng học gì mà nó làm ra bạc tỷ tỷ cả ngàn tỷ đó, nó không nuôi nổi bản thân nó, nó không nuôi nổi vợ con nó, không hề cha mẹ nó được nhờ nó cái gì. Do vậy thì tiền bạc để được cái gì? Phải lấy cái đó mà học, mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định, để mà thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Phải hiểu rằng đa dục duy khổ sanh tử, bị lao tùng tham dục khởi,
phải thiểu dục vô vi thì thân tâm mới tự tự tại. Học đạo là học vậy chứ học đạo mà đi vô rồi tâm sự nhờ thầy rồi ma rốt móc ra đưa tiền thầy rồi lại vô chùa cái lên chùa lại Phật đi con, vậy là đủ rồi đó hả? Trời đất Phật ơi, Phật sao mà thèm lại dữ vậy? Thấy người ta lên chùa lễ Phật đi. Tôi nhớ là Hòa Thượng Thí Thủ hồi xưa có một con nhồng ở ngoài cái chùa Từ Đàm á. Ở mình vừa tới A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Nói quan hoài, mình tưởng đâu là ai, ai về ra con nhồng đó, nó nuôi trong cái lòng á. Thế là tu hành mà không khéo là chúng ta thành con nhồng đấy. A Di Đà Phật, mời khách lên chùa lễ Phật, thầy ơi có khách. Phân tách kinh ra, mình thấy nó cũng có những cái đau lòng cho cái chung cho cái xã hội, nhưng mà sách có câu rằng trung ngôn thì nó nghịch chỉ, lời nói ngay nó trái tai nhiều người lắm cơ. Nhưng mà người ta cũng nói rằng là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh. Thuốc hay á, nó đắng miệng lắm, mà nó lợi cho cái người bệnh, nhưng mà nó đắng miệng. Trung ngôn nghịch chỉ lợi hành, cái lời ngay nó trái tai lắm, mà có lợi cho cái cuộc sống. Thành ra tôi nói với đại chúng là tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết cái thành phố này 6-7 tỷ người mà gọi là Phật tử trong cái thành phố lớn vậy mà bao nhiêu đây thì ăn thua chi. Chỉ có tôi là thằng Từ Thông khùng này mới đi nói vậy chứ, khùng điên mới nói vậy chứ. Ai đi nói vậy lỗ lã vô cùng. Nói gì lỗ lã vô cùng. Nhưng mà tôi nói với các đại chúng đó, nếu chỉ tương tử kỳ thanh gia ai, nhân chỉ tương tử kỳ ngôn giả thiện. Này thiện nam tử, Phật tánh có nhân và có nhân của nhân. Ê, bây giờ lặp lại cái từ Phật tánh, và Phật tánh phải nhớ ba từ đó. Một là Phật tánh, hai đại đức hay không, ba là trung đạo. Ba tên mà một mà ba. Phật tánh có nhân và có nhân của nhân, có quả và có quả của quả. Nhân chính là 12 nhân duyên. Nhân của nhân là trí tuệ. Đại vấn đề này, nhân của nhân là trí tuệ, mà nhân là 12 nhân duyên, mà nhân của nhân là trí tuệ. Từ cái trí tuệ mới suy gẫm được 12 nhân duyên. Như vậy là 12 nhân duyên nó trở thành ra quả. Nhưng mà ở đây ta gọi là nhân và nhân của nhân. Nhân là 12 nhân duyên, mà nhân của nhân là trí tuệ. Vậy thì trí tuệ là nhân, mà 12 nhân duyên nói một tên khác là quả. Mà ở cái đại Niết Bàn này, Đức Phật dạy 12 nhân duyên là không phải chỉ dạy cho cái hàng tứ đế, không phải chỉ dạy cho hàng a la hán thôi, không phải để chỉ dạy cho hàng thanh văn thôi đâu,
Còn 12 nhân duyên á, thập nhị nhân duyên á, là không phải chỉ để dạy cho cái hàng và hàng duyên giác thôi đâu. Do vậy cho nên là tôi nói với đại chúng rồi đó, tứ đế không phải có một thứ tứ đế. Cái thứ tứ đế mà gọi là sanh diệt tứ đế đó, là thật sự sanh diệt tứ đế là dạy cho hàng hớn hàng tinh văn thôi. Nhưng mà còn vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ tứ đế là dạy cho từ cái hàng trung thừa tới đại thừa Bồ Tát này. Cho nên giáo lý không phải giáo lý tứ đế là chỉ dạy cho tiểu thừa. Vì tứ đế nó không phải chỉ có một thứ tứ đế, từ tùy trình độ mà Phật dạy vô sanh tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Cũng như 12 nhân duyên này không phải chỉ để cho dạy hàng duyên giác và bích chi Phật, mà ở đây 12 nhân duyên kinh đại bát niết bàn này Phật dạy cho hàng đại thừa Bồ Tát đó. Thành ra chúng ta học Phật, chúng ta học lâu năm rồi, chúng ta phải học lên chứ, chúng ta học đi sâu thêm chứ. Thế thì là 12 nhân duyên là nhân. Mà cái gì làm cái nhân để có 12 nhân duyên? Là trí tuệ. Đó. Mà nói tới trí tuệ ra thì chúng ta phải để ý cái trí tuệ của thế gian khác với cái trí tuệ của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Trí tuệ để làm nguyên tử, để làm tàu lặn, để làm phi thuyền, để làm quả tiễn, để làm vệ tinh, để thám hiểm, dương dương tinh, mộc tinh, hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh, đó cũng là một thứ trí tuệ. Làm tất cả những cái công cụ khoa học hiện đại đem lại sự sống phong phú đầy đủ cho con người cũng là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ thế gian, mình không thể chê được cái đó đâu nha. Nhưng mà cái đó nó đem lại hạnh phúc bao nhiêu thì song song đó nó đem lại cái đau khổ cũng bấy nhiêu, đem lại hạnh phúc bao nhiêu là đau khổ bấy nhiêu. Trí tuệ của thế gian là thế. Cũng như ở thế gian á, anh là biển, em là thuyền. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, chỉ có thuyền mới biết biển, không có thuyền thì biển sống dưới bạc đầu. Thì hai cái đó nó gắn bó nhau để đem lại một cái sự gọi là hạnh phúc. Chứ sự thật không có hạnh phúc thiệt. Thiền và biển gắn bó như vậy, hiểu biết như vậy mà không phải thiền. Vui bao nhiêu là khổ bao nhiêu, sung sướng bao nhiêu là đau khổ bao nhiêu. Do vậy nên trí tuệ thế gian không thể phủ nhận mà nó không đem lại cái hạnh phúc an vui. Còn trí tuệ của đạo Phật á là nó đem lại sự an vui, sự thanh tịnh, giải thoát giác ngộ trong cái đời sống, trong cái đời sống an lành một cách chân thật mà không có thay đổi. Thành ra cái học cái đạo Phật là học cái trí tuệ mà đem lại cho con người một sự an vui chân thật. Thành ra ở đây á, dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà phân ra 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là cái gì? Nói qua cái là có những người Phật tử đã thuộc rồi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc,
thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Nhưng mà cái hồi mà mình học quá, mình đọc cái lúc mà ta dạy mẹ nhân duyên cho những cái hàng là bích chi phật, cái hàng duyên giác thì khác, mà học mẹ nhân duyên mà Phật dạy cho đại thừa nó lại khác. Mẹ nhân duyên mà dạy cho những cái người mà thanh văn tiểu thừa đó, người bích chi phật trung thừa đó, tôi nói cái này các vị chưa hiểu. Nếu mà các vị không nghiên cứu sâu, các vị chưa hiểu nổi đâu. Người ta nói với các vị rằng là các vị do vô minh, cho nên các vị mới có cái hành động sai lầm hồi quá khứ. Vì vậy cho nên bây giờ các vị có cái thọ lấy cái quả báo là cái thân của mình ngày nay. Có giàu, có nghèo, có sang, có hèn, có làm quan, có người làm công, là do vô minh đời kiếp trước, rồi cái hành động kiếp trước, cho nên mình mới lấy cái quả ngày nay. Mà mình có cái thân này, không được giàu sang như những người đã giàu sang, không được tích tức lớn như những người đã có tích tức lớn, tại vì mình hồi đó bị mình vô minh, rồi mình hành động sai trái, cho nên giờ mình thọ cái quả này. Giảng cái thứ đó thật lắm, không có trúng. Mà học đại thừa, của đại thừa này các vị mới thấy cái vô minh của Phật nói khác, không giống cái tôi nói. Cho nên người ta chia ra vô minh hoặc nghiệp khổ, đây là tôi để vô đây là để tôi nhắc cho các vị. Người ta nói là quá khứ vô minh là hoặc, rồi thức nhân sách lục nhập xúc là nghiệp, rồi ái thủ là nghiệp, rồi sinh lão tử là khổ. Người ta diễn đạt ra cái vô minh là nó ba đời, chứ không có. Đại thừa này chỉ nói một đời mà chính xác chân lý. Còn mà giảng theo cái kiểu mà các vị từ đời học, từ trước bây giờ các vị học đó, vô minh là đời không có lý nào đó, các vị làm sai, các vị mê mờ, rồi các vị mới hành động sai lầm, hành động sai lầm rồi bây giờ cái thân này là cái quả của cái vô minh sai lầm của cái đời trước, kiếp đời trước đó. Không trúng, hoàn toàn không trúng chân lý. Nhưng mà tôi nói cái này thì nói là chơi chứ khó lắm. Tăng tu sĩ còn không muốn học, còn cư sĩ nghe để làm gì? Hình như là các vị tới đây nghe cho vui hay sao ấy. Chứ tôi thấy cái này khó lắm à. Không mà nói chứ, nói nhưng mà giờ hết giờ rồi, mai mốt có nói. Học cái này là khó lắm đấy, mà nó hay vô cùng. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện ngọc Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mê mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý lan chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lười, theo chân lý con sống
an vui, quay trở về nguồn âm trong xa, sẽ vượt thoát từ sinh ngày rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sức muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Lặng yên nhưng bao dung muôn loài.